Trường Trung học cơ sở Chu Văn An thân chào các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu chương 5 dẫn xuất của hydrocarbon polymer. Các em đọc sách giáo khoa trang 136 bài 44 trụ ethylene. Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu 5 đề mục. Ethylene có tính chất vật lý gì? Rượu ethylene còn có tên gọi khác là ethanol, cồn hay alcohol, là chất lỏng không màu, nhẹ hơn nước, tan vô hệ trong nước, hòa tan được nhiều chất như benzen, iốt, không màu. Sôi ở 78,3 độ C. Khi sử dụng rượu, người ta phải chú ý tới độ rượu. Vậy độ rượu là gì? Độ rượu chính là số ml rượu ethylene có trong 100 ml hỗn hợp rượu với nước. Ví dụ, độ 40 độ có nghĩa là gì? Thế các em nó nghĩa gì? Nó nghĩa là trong 100ml rượu chứa 40ml rượu nguyên chất. Chúng ta có 4 lựa chọn trắc nghiệm sao? Theo em câu nào là đúng nhất? Tỷ lệ phần trăm về khối lượng cũng đúng, tại vì độ rượu là 40ml rượu ethylene có trong 100ml hỗn hợp rượu với nước. Độ rượu là tỷ lệ phần trăm đầy thể tích của rượu có trong 100 gram nước, không đúng, phải là 100 ml hỗn hợp rượu với nước. Độ rượu là tỷ lệ phần trăm đầy thể tích số ml rượu ethylene trong 100 ml hỗn hợp với nước thì nó chính là tỷ lệ phần trăm đầy thể tích của rượu ethylene có trong 100 ml hỗn hợp với nước đấy. Chúng ta chọn đáp án C. Từ cách hiểu này, mình có thể thiết lập công thức tính độ rượu như sau: tỷ lệ phần trăm về thể tích, các em lấy thể tích rượu ethylene chia thể tích hỗn hợp rượu nhân trăm. Chúng ta áp dụng để giải bài tập sau. Bài này cũng tương tự bài số 4 trang 139. Thầy hướng dẫn em cách dùng công thức để tính bài này. Để pha 400ml rượu 40 độ thành rượu 20 độ, ta cần 400ml là thể tích của hỗn hợp rượu, 40 độ là độ rượu. Từ công thức độ rượu bằng V rượu chia V hỗn hợp rượu nhân 100, chúng ta có thể suy ra thể tích rượu bằng độ rượu nhân V hỗn hợp rượu chia 100. Độ rượu là 40, thay vô đây V hỗn hợp là 400, thế vô chia 100, các em sẽ ra 160ml là V của rượu nguyên chất. Khi pha thành rượu 20 độ thì V rượu không đổi, độ rượu giảm xuống còn 20. Vậy chúng ta thấy V rượu vô rượu mới là 20 độ, nhân 100 mình sẽ được 800ml. Như vậy từ 800ml rượu 20 độ 40 độ mình có thể, xin lỗi, từ 400ml rượu 40 độ chúng ta có thể pha được 800ml rượu 20 độ. Ngoài cách giải này còn một số cách giải khác, các em suy nghĩ thêm nhé. Và các em cần hiểu thêm như vậy: nếu rượu mà có độ, tức là hỗn hợp rượu đấy, thể tích rượu có độ là thể tích hỗn hợp rượu. Còn nếu người ta chỉ nói rượu mà không đề cập tới độ thì xem như đó là thể tích rượu nguyên chất, và lúc đó xem như rượu nguyên chất là 100 độ, còn gọi là rượu khang. Vậy mình sẽ tìm hiểu xong một tính chất vật lý. Trong thực tế thì trên các nhãn chai rượu người ta ghi phần trăm hay là phần trăm alcohol nha. Rượu có cấu tạo phân tử như thế nào? Các em quan sát mô hình rộng của rượu ethylene. Trong phân tử rượu có một nguyên tử hydro không liên kết với carbon và liên kết với oxy, tạo thành nhóm OH. Hai nguyên tử carbon còn lại tạo thành mặt thẳng. Vì vậy các em có thể viết công thức cấu tạo của rượu là CH3CH2OH. Nhớ khi nói tới rượu là phải nói tới nhóm OH. Và vẫn phải lưu ý giùm thầy, xung quanh carbon có bốn liên kết.
phân tử có một nhóm OH, nhóm hydroxit. Nhóm OH này làm ra rượu có tính chất đặc trưng. Và hydro trong nhóm OH rất linh động. Linh động như thế nào thì sang phần tính chất hóa học chúng ta sẽ tìm hiểu nhé. Tính chất thứ nhất là rượu có thể cháy. Rượu là cồn và nó cháy với các hiện tượng như thế này. Tính vì cồn cháy không khói nên người ta dùng làm nhiên liệu trong đèn cồn và thí nghiệm để hơi nóng ống nghiệm, và các em có thể quan sát được lớp hóa chất bên trong ống nghiệm mà ống nghiệm không bị đen. Nhiệt lượng tỏa ra sẽ nung hóa chất bên trong ống nghiệm. Phương trình hóa học xảy ra như sau: do thành phần chỉ có carbon, hydro và oxy nên khi kết hợp với oxy nó sẽ tạo sản phẩm là CO2 với nước, đồng thời tỏa nhiều nhiệt. Ngoài tính chất này thì rượu ethylic còn có thể tác dụng với những chất nào khác trong phân tử rượu của nhóm OH? Như vậy nó có tác dụng được với natri hay kali giống như nước không? Các em xem clip sau. Cho một mẫu natri vào ống nghiệm chứa rượu ethylic, quan sát hiện tượng xảy ra. Các em chú ý kích thước của viên natri. Rồi, so với lúc đầu miếng natri này đã nhỏ hơn rồi nhé. Phản ứng hóa học giữa rượu ethylic với natri xảy ra như thế nào? Các em cùng quan sát mô hình sau. Hydro trong nhóm OH rất linh động. Khi hai phân tử tiếp xúc nhau thì hydro này sẽ bị natri thế. Các nguyên tử hydro bị thế sẽ kết hợp tạo thành phân tử khí H2. Sản phẩm còn lại chính là natri ethylate. Có một nguyên tử hydro đi ra mà tạo thành phân tử H2. Thì theo em phải có hai phân tử rượu. Vậy là hai nguyên tử natri thế vô chỗ hydro đó tạo hai phân tử natri ethylate. Và chúng ta có thể viết gọn phương trình như thế này. Phần này thuộc lại phản ứng nào? Đây chính là phản ứng thế. Các em xem lại chương trình lớp 8 để hiểu rõ hơn nhé. Chú ý hệ số cân bằng của phản ứng. Chúng ta cần ghi lại kiến thức. Phải nhớ lại hiện tượng khi cho natri vô rượu thì sẽ thấy nó sủi bọt và natri tan dần. Phương trình hóa học xảy ra như sau: nguyên tử natri thế hydro trong nhóm OH. Như vậy các em thấy rõ ràng là hydro trong nhóm OH này rất linh động. Nó không thấy các hydro liên kết với carbon nữa. Thấy hydro trong nhóm OH. Ngoài hai tính chất trên thì rượu còn thực hiện phản ứng ester hóa. Chúng ta sẽ học ở bài sau. Các em chờ 3 hàng để sau khi học bài sau quay lại đây để ghi lại cho hoàn chỉnh bài rượu ethylic. Với các tính chất như vậy thì rượu có ứng dụng gì? Rượu có rất nhiều ứng dụng trong đời sống. Ví dụ như pha chế rượu bia, làm dược phẩm, nước hoa, điều chế giấm ăn, có sưu tổng hợp. Và rượu còn dùng để sát trùng, vết thương. Nhưng nhớ, uống nhiều rượu rất có hại cho sức khỏe đấy nhé. Theo các em thì rượu ethylic được điều chế bằng cách nào? Chúng ta quan sát cách tiến hành làm rượu. Người ta sẽ nấu nếp và sau đó men màu, ủ men trong một khoảng thời gian. Khi men bắt đầu hỗn hợp này bắt đầu ươm nước, người ta sẽ cho vào nồi để chưng cất. Hơi rượu sinh ra sẽ được dẫn qua bình làm lạnh và nhập lạnh ngưng tụ thành rượu lỏng. Ngoài cách điều chế từ tinh bột hoặc đường thì người ta còn có thể điều chế bằng cách tổng hợp ethylene với nước. Tinh bột sẽ được chuyển hóa thành đường glucose. Sau đó đường glucose này sẽ lên men rượu tạo thành rượu và khí carbonic. Phản ứng này, phản ứng lên men rượu này còn giải thích cho việc tại sao các đầu ở cái mía em chặt ra hoặc trái cây em để trong tự nhiên một thời gian thì sẽ ngửi được mùi rượu.
đó là do phản ứng lên men đường glucose có trong các loại thực phẩm đó. Và rượu lên men từ tinh bột hoặc đường thì uống được, còn rượu tổng hợp từ ethylene là rượu hóa học, chúng ta không uống được loại rượu này đâu nhé. Bài học đến đây là kết thúc. Ở nhà các em đọc phần em có biết, học bài và làm bài tập số 2, 3, 4, 5 trang 139 sách giáo khoa chuẩn bị về axit acetic. Mà nhớ ở nhà là yêu nước đó nha. Chào các em.